Ê, mới nói bao nhiêu lâu ta chưa gặp sao, bao nhiêu lâu ta chưa thấy nhau lấy con. Con gì đâu mà cắn không nghe. Xong nói ông chơi ông nhắc mà nào mà để tôi xăng quần lên luôn, tôi quần thun dễ xăng mà nó hầu lên nghe cái nhẹp đây. Lần đầu tiên tôi lưu rồi, anh thấy nước đáy không hả? Có Dũng, anh mới qua, em cũng mới qua. Bây giờ hỏi anh thấy đáy không, em đi trước em đi theo em, chỗ này xấu à, hết thấy đáy rồi. Chỗ nào không có cỏ không nội ơi? Hồi đó là câu cái mùa nó là như vậy nè. Sao mà đi nhẹ mà anh? Dướng cái tay này hả? Tại cái giò em nửa trên nửa dưới nè. Nặng á, để em lên luôn. Rồi. Ra ngoài để cho anh đi tự do khỏi treo vậy, anh đi đâu quăng đó hiểu không? À, quan trọng là hai cái mình phải chéo nhau, lần đầu tiên câu lô trên ghe này nguy hiểm quá. Nằm ở trên bụi súng đó, thẳng bên. Cứ đi ra luôn đi, ngay giữa cái ba đó quăng dễ lắm. Quăng trong bông súng ra, đừng có ngoài quăng vô. Đừng ở đây quăng không có ăn đâu. Dạ. Ôi, như mình đi ngược đúng luôn à. Đứt ghe nó nằm bên anh. Chúng ta đang đi ngược. Đi thế nào, sáng ăn sáng con miếng mà chèo cái này cũng mệt á. Sáng ta ăn ngon mệt à? Nhà bán đồ ăn sáng ta cũng ăn chứ không phải ai nói gì đâu. Tôi phải nghi ngờ và kiểm tra lại chất lượng rồi sao bán mà không ăn. Sáng nay chất lượng nó ngon, nó ăn được cũng đã rồi. Tơ rồi. Mệt quá. Tại sao chúng ta đói mà cả không đói? Cái gì ạ? Tính làm gì vậy? Giống như dụng ngựa nó ở bến Bình Đặng quá à. Thằng Dông dốc trong á. Trong kìa. Ôi dồi. Gì? Chép rồi. Ừ, nhiều lắm. Chép với ta cái tấm khổ. Nó mới tin á. Ừ, nó bằng ha, bằng cây sau lưng không mà nãy giờ thấy khủng khiếp lắm. Bằng đá gì đó. Cái gió. Rồi. Ui dồi, đường tim luôn cả mà. Nhiều lắm. Tim ra. Đô Phi. Nó rong á. Ừ, đinh nữa kìa. Nó rẻ rồi. Cái lóc à, hai ba con à. Bây giờ đúng rồi, nhớ nhờ thấy đẹp như Thái Lan cá thì đụng ở Việt Nam. Ừ, cái tháng này tôi là cá tôi cũng vô ở nó đạt thiệt á, mà là nó không vô ở. Tôi sợ quăng đi trực tiếp nãy mới bay vô mặt đó, sợ bay vô ghe chứ nói gì. Là sao? Cầm cái cần nãy giờ mình không dám quay. Vừa đưa ra cái đưa là sao rồi? Đưa quên không mà. Ồ. Nó bay có lần. Nèo ừ. Em muốn cho điên gì gãi hết cây.
một mình hôm nãy nhả làm 5 khúc. Sự sợ nó hết cá anh nè, chỗ vậy mà không có cá tôi cũng chả hiểu thế đó. Không là tôi vừa tới là tự động xúc ra cũng hay đấy, đúng là tạo quá tống ngoài rồi vậy không nào đỡ ngoài mà mới vô muốn đi thì ông đi đi chèo đây đã chưa câu vô mắt tôi đi nữa. Đó, ý là ở ngoài đường mình vô á. Đến đâu? Ở đứng trên đường nhựa nãy đó. À, ở đâu? Ngoài cổng ngoài hả? Cầu mấy thằng nó ngầu câu hả? Ừ. Cứ chỗ đâu cầu má? Ở trên đường. Trên đường là cái gì? Trên đường mình quăng xuống. Chỗ đâu cầu quăng? Chỗ nãy mình mới vô mà nè, chỉ cá nó quá thần. Đấy, chỗ thấy chưa? Lấy. Ý á, tôi bật ngửa luôn rồi. Giống thằng quay phim của Tâm quá à. Đau. Ăn rồi hả? Ăn đầu tiên hả? Cá lóc. Một cái ngựa ngựa luôn. Ủa gối chứ cá mang luôn mới ghê. Mang luôn mới ghê chứ. Rồi bao nãy giờ nè. Anh mở hàng có được không? Ừ, 4 giờ. Tôi thì cứ rong là miết. Thường như nắng ở ngoài anh ơi. Nó có vô bờ nữa. Qua này. 4 giờ. Con cá bự quá. Không có cá thì cầu có cá, ta không có cá xong chơi lớn chơi nhỏ. Lớn chơi nhỏ. Những người Việt Nam. Thôi cũng được đi. Ờ, nó câu sao nghe ông tổ ngày câu. Còn có thằng này nó chảnh. Bây giờ thấy nó không có cá thấy thương cho nó câu con cái chê. Vậy. Mới vô mình thấy tưởng nó có lóc chứ. À, cái đó tròn tròn. Ừ. Sở Ben nhẹ thì nhẹ luôn á, câu phê lắm, chứ nó không có sảy. Cánh chạy bên xã rồi sẽ thoải mái luôn á, quay em cũng xả bên rồi coi anh đang sướng một thứ nó đói rồi à. Ủa nghe vị trí nãy không nhỉ, giờ tao không xong quay 360 nữa rồi em biết. Cuộc đời là những cơn quay. Ồ, cứ quăng đi. Nó không biết nó ở đâu kìa. Thiệt luôn á. Biết đâu. Ừ. Cá lóc nó còn ở bụi, ở bờ, rồi con này nó đi tứ tung bên tàn. Làm biến này. Bây giờ mình đi vô, hồi đi vô, hồi đi ra. À. Để tao quăng cái này nhỉ? À. Cái này nhỏ hơn bên Mà Ren nhỉ? Mà Ren là sao? Cái hồ, cái ngựa đâu ai biết ông cao con là nhỏ chứ mới lúc trước tôi cũng đâu có nhỏ chứ. Mấy hàng ấy hồi nhỏ chữ nữa gì nữa
cái hầu cái gì cũng có một cái số lý do gọi là để đổ thừa được hết. Giờ mình cứ ngầu ngoài nó thì tôi không ngâm nước mát mẻ cơ thể rồi sao nó ngầu cứ quăng. Anh để cái một quẹt ngoài hậu nấu, cái chỗ để vô trong nắng hậu nấu. Đừng có nghĩ tới cá mắm gì hết. Nghĩ nào để quăng cho vui đi. Ha. Đó nè. Chút sẽ đi tới đó, yên tâm. Một cái quạt luôn để già, nấu nấu banh sát giờ. Bữa tôi làm mà. Rồi sáng ăn trưa xong rồi phải không? Tiếp tục đi. Đi sải cây ạ. Nó có tật. Con mặn cái gì ạ? Con tiếng đồng hồ xong rớt xuống cái bụng. Thế thằng là không cá đâu. Rồng cũng súng là nhiều. Không hiểu. Thế này cá là phải bao la luôn thiệt á.
tôi là cá tôi cũng chọn chỗ này là ở, mà tôi là người chích cá tôi cũng chọn chỗ này để chích. Mới về ông ngựa giờ nó không còn con cá nữa. Cá ơi là cá, mày ở đâu? Bao nhiêu lâu ta không gặp nhau, bao nhiêu lâu ta chưa thấy nhau hả? Ô, trời ơi, mới nói bao nhiêu lâu ta chưa gặp nhau, bao nhiêu lâu ta chưa thấy nhau, lấy con. Con gì đâu mà cắn không nghe. Đó, ơi cái lăng. Anh đi. Được hướng rồi đấy.